Tại sao cứ gặp một bé cún thì ai ai cũng huýt sáo hoặc là tặc lưỡi? Có phải là bé cún hiểu hay không? Bé cún chẳng hiểu gì đâu. Và thậm chí bạn không cần tặc lưỡi, bạn gọi bằng cái gì cũng được, miễn sao là bạn gọi thật là vui. Tu ti 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 là bé cún sẽ chạy lại. Bé cún bị thu hút bởi cái âm thanh tiết tấu mà bạn tạo ra, cái sự vui tươi trong giọng điệu của bạn và cái sự chuyển động rất là vui vẻ của cái đầu ngón tay. Và vì vậy, khi mà ai không biết tên bé cún thì mọi người sẽ cố gắng gọi bé cún bằng những cái sự vui tươi đó. Vậy thì là một người chủ, bạn có nên tập cho bé cún nghe huýt sáo và tặc lưỡi hay không? Câu trả lời là không nên nha. Rất nguy hiểm, vì nếu như bé cún nghe quen, ra ngoài đường hoặc là đi ngang qua nhà có một ai đó huýt sáo tặc lưỡi, bé cún cũng sẽ chạy theo và bị bốc đi luôn. Rất là nguy hiểm. Và ngoài ra, bé cún cũng không có nghe bạn gọi, bé cún chỉ nghe huýt sáo thôi. Bạn có gọi tên cỡ mấy bé cún không có nghe đâu. Vì vậy, để tập cho bé cún đúng thì chúng ta chỉ gọi đúng tên bé cún và gọi theo kiểu vui tươi. Ví dụ bé cún nhà bạn tên là Coca, hãy gọi là Coca 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 thay vì gọi Coca Coca, thì bé cún sẽ rất là hoang mang và không thấy vui. Hãy gọi thật là vui thì cái tên của bé cún sẽ được bé cún xác nhận và nghe theo. Còn tiếng huýt sáo và tặc lưỡi hãy làm cho nó trở nên đáng sợ. Huýt sáo tặc lưỡi là chúng ta sẽ dậm chân vỗ tay để đuổi bé cún đi, để lần sau có ai ngoài đường hoặc là mấy cái anh mà chạy exciter đó mà có gọi huýt sáo thì bé cún cũng sẽ bỏ chạy chứ không có chạy theo. Hãy tập cho bé cún nghe gọi tên đúng cách theo phương pháp của Boss Dog nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi của Boss Dog. Bạn cũng có thể xem thêm rất nhiều các video dạy cún khác ở trong kênh YouTube của Boss Dog, hoặc tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu với từ khóa Boss Dog cộng với vấn đề mà các bạn gặp phải ở bé cún nhà các bạn. Tất cả các video hướng dẫn chi tiết và hoàn toàn miễn phí. Đừng quên bấm theo dõi và bấm thêm cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về các video dạy cún trong kênh của Boss Dog nha. Tất cả những thông tin khác các bạn có thể tham khảo thêm ở các đường link phía dưới, như là mua hàng, thông tin về nuôi dạy cún, thú y, vân vân. Tất cả ở trong link phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau nha.